Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Ngoài kia thì đang rất là hóng hớt về cái ngày mai là ngày 22 tháng 12 là để xem ra mắt mẫu xe gì. Nói chung là khoảng 99% là cái đầu đèn đó là của Honda Vario 160 rồi. Và ngày mai mình sẽ trực tiếp đi dự sự kiện của Honda Việt Nam ra mắt và trình làng mẫu xe mới. Nên là mình cũng sẽ livestream trực tiếp trên cái kênh YouTube này để các bạn có thể xem và tham khảo ha. Và sau đó sẽ còn những video clip để so sánh cho các bạn để các bạn có thể hiểu hơn về dòng xe Vario chính hãng này và lý do tại sao Honda lại cho ra một cái đối thủ cạnh tranh với lại với AB160. Nếu mà nói mình nói một tí xíu về Vario 160 ha, với AB160. Nếu mà nói Vario 160 với AB160 thì hai thằng này nó có một sự khác biệt duy nhất thôi, nhìn một phát là duy nhất thôi, đó chính là AB thì thêm phuộc bớt đĩa, còn Vario 160 là thêm đĩa mà bớt phuộc đấy. Tại vì Vario 160 là có một phuộc hai đĩa, còn AB160 là hai phuộc nhưng mà một đĩa đấy. Rồi thì để ngày mai mình sẽ cập nhật thêm chi tiết cho các bạn về dòng xe Vario mới, những dòng xe ra mắt tại sự kiện của Honda. Ngày mai thì Honda sẽ gọi là trưng bày triển lãm một cái rất nhiều sản phẩm, không chỉ riêng một cái sản phẩm ra mắt không đâu. Mình sẽ chạy thử và test thử để xem là xe chính hãng có xe nhập khẩu nó có khác gì nhau hay không nha. Các bạn nhớ theo dõi kênh mình nha. Rồi, vẫn là theo tiêu đề chính ngày hôm nay, bây giờ mình sẽ cập nhật cho các bạn về cái dòng xe Honda Vario 125 phiên bản mới ngay tại thị trường Philippines nha các bạn. Và đây không phải là chiếc Honda Click 125 2023 người Anh song sinh của Vario 125 2023 phiên bản mới tại Indonesia. Đấy, đây là phiên bản cũ, đây là phiên bản cũ tại thị trường Philippines. Hiện tại bây giờ họ mới cho ra mắt cái phiên bản cũ tại thị trường Philippines thôi. Phiên bản mới thì cái đầu đèn nó sẽ có hình chữ M, nó mập mạp hơn, nó hầm hố hơn, nó đem mâm và lớp của trần 150 Vario 150 qua cho thằng Vario 125 2023. Và nó có ổ khóa Smart Key này nọ, những cái tính năng và trang bị nó khác xịn sò hơn phiên bản cũ. Nhưng mà thôi, để xem cái phiên bản tại thị trường Philippines này nè nó có đẹp không, màu sắc nó như thế nào đấy. Để anh em có thể xem những tấm hình của chiếc xe này, mình có thể tham khảo về cái màu tem và màu sơn, mình có thể sơn độ lên những cái màu tem sơn này nè, nhìn nó sẽ đẹp hơn ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết thử coi chiếc Vario 125 2023 của Philippines nó như thế nào nha. Rồi thì cái mẫu xe Honda Click 125 phiên bản 2023 vừa được ra mắt tại thị trường Philippines và nó là người Anh song sinh của chiếc Vario 150 in tại Indonesia vào năm ngoái các bạn ha. Click 125 thì không có nhiều sự khác biệt so với những cái chiếc Honda Click ở bên Thái. Tuy là cái kiểu dáng của chiếc Click 125 này là kiểu dáng của phiên bản cũ nhưng mà nó vẫn được trang bị cổng sạc là USB. Đấy, và hệ thống phanh đĩa của nó thì được kết hợp là phanh đĩa trước là hệ thống phanh CBS nha các bạn, không có ABS nha. Và lớp thì rộng hơn và dính hơn so với phiên bản trước. Và hiện tại thì đối với phiên bản này tại Philippines thì họ vẫn chưa có phiên bản là chìa khóa thông minh Smart Key. Đối với Honda Click 125 á, thì nó được sử dụng động cơ tương tự như phiên bản cũ là SOHC 2 van 1 xi lanh, dung tích là 124.8cc, làm mát bằng dung dịch. Và động cơ này vẫn chưa có động cơ ESP Plus. Công suất cực đại là 11.1 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại của nó là 10.8 Nm tại 5.000 vòng trên phút. Và giá bán của Honda Click phiên bản 2023 tại thị trường Philippines nó khoảng là 80.900 Philippines gì đó các bạn, pesos gì đó ha, tương đương là khoảng 50.5 baht. Và với 5 lựa chọn màu sắc là màu đỏ ngọc chai, xám ngọc chai, xanh ánh kim, trắng ngọc chai, đen kim loại. Đấy, các bạn có thể thấy được là màu sắc của nó rất là đẹp ha. Thì đó là những cái thông tin nhanh về dòng xe Vario 125 tại thị trường Philippines. Mình cập nhật cho các bạn, nhiều bạn hỏi là khi nào có xe tại thị trường Việt Nam thì hãy cập nhật tin tức. Ở đây mình cập nhật cho các bạn tin tức của những cái mẫu xe này để các bạn có thể mở rộng kiến thức và nhìn những cái mẫu xe tại những cái nước bạn, tìm hiểu thêm, tìm tòi hơn. Đấy, bạn nào quan tâm thì có thể xem để mình mở mang kiến thức hơn, còn bạn nào không quan tâm thì có thể lướt qua cũng được. Chứ nhiều bạn cứ trách mình là xe không có tại Việt Nam thì cập nhật tin tức làm gì. Đấy, rồi thì thôi, như một số đó là một số tin tức nhanh cho các bạn. Các bạn hãy đợi mình vào ngày mai 22 tháng 12 để mình livestream trực tiếp và cho ra mắt những sản phẩm nào tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Mình mong là, và theo dự đoán của mình thì Honda Vario 160 tại thị trường Việt Nam của chúng ta, mình nghĩ là nó sẽ thay đổi cái màu sơn hoặc là
có những cái tem để cho chiếc xe nó đẹp hơn, hài hài hơn. Còn về phần thiết kế thì mình nhìn phần bên hông, khi mà Honda họ đưa ra khoảng 5 giây trên clip á, thì mình thấy là phần bên hông của cái chiếc xe nó vẫn mập mạp như vậy, vẫn cái đường cắt xẻ y như vậy, và hiện tại đầu đèn vẫn y vậy luôn. Đó, nên là nếu như mà hiện tại bây giờ ai mà đang thích Barrio 60 mà hàng nhập khẩu không có bảo hành và giá hơi cao, thì mình có thể đợi ngày mai Honda Barrio 60 chính hãng thì giá nó sẽ như thế nào, và còn được bảo hành nữa 3 năm hoặc 30.000 km, và chủ yếu là cái động cơ của nó đó, thì nó là động cơ của máy nhập hay là động cơ của Việt Nam đấy. Nên là các bạn hãy đợi mình vào ngày mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Nhớ follow kênh của mình để có thể cập nhật tin tức xe máy nhiều hơn nhé. What?